quân đội Israel vừa tiến hành một cuộc không kích sâu chưa từng có vào Liban. Cuộc oanh tạc đánh dấu bước leo thang mới trong đợt giao tranh qua biên giới kéo dài hơn 8 tháng giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Phong trào Hamas hôm 11 tháng 6 tuyên bố, một chỉ huy cấp cao của họ gần đây đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với lực lượng quân sự Israel tại khu bờ Tây. Thông cáo của Hamas nêu rõ, chỉ huy Mohammed Jaber Abdo và ba thành viên Hamas khác đã thiệt mạng tại một ngôi làng nằm gần thành phố Ramallah, thuộc trung tâm bờ Tây. Ông Jabber Abdo từng bị giam giữ 20 năm trong các nhà tù Israel. Trong một thông báo được chính quyền Israel đưa ra sau đó, lực lượng cảnh sát biên phòng nước này đã vô hiệu hóa một tay súng, thực hiện vụ đốt phá khu định cư ở bờ Tây cùng ba đồng phạm khác. Thông cáo cho biết, các nghi phạm đã cố điều khiển ô tô đâm vào nhiều sĩ si quan Israel, buộc giới chức an ninh phải nổ súng và vô hiệu hóa họ. Trong quá trình khám xét phương tiện, nhóm người trên sử dụng các điều tra viên đã thu giữ một súng ngắn liên thanh tự chế, một áo quân sự và nhiều chất nổ. Lực lượng Houthi tại Yemen thông tin họ đã bắt giữ được một tổ gián điệp Israel-Mỹ vào thời điểm chỉ vài ngày sau khi nhóm vũ trang Hồi giáo được Iran hậu thuẫn này tạm giữ khoảng 10 nhân viên của Liên Hợp Quốc. Abdel Hakim Al-Khawani, người đứng đầu cơ quan tình báo của Houthi tuyên bố trên truyền hình rằng tổ gián điệp trên bao gồm các cựu nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Yemen. Ông Khawani cho hay, Tổ gián điệp Israel Mỹ tiến hành hoạt động gián điệp và phá hoại ngầm trong các thể chế chính thức và phi chính thức trong nhiều thập kỷ để phục vụ kẻ thù. Dẫn lời ông Khawani, các thành viên của tổ chức này cùng các sĩ quan Mỹ khai thác vị trí của họ bên trong đại sứ quán Mỹ để thực hiện hoạt động phá hoại ngầm. Sau khi đại sứ quán Mỹ rời khỏi Sana, thủ đô của Yemen, các thành viên của nhóm này tiếp tục thực thi chương trình phá hoại ngầm dưới vỏ bọc tổ chức quốc tế và liên hợp quốc. Giới chức chính quyền Israel chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố trên, còn Liên Hợp Quốc thì từ chối đưa ra bình luận về cáo buộc. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chưa có phản ứng gì về đề nghị đưa ra bình luận về vụ việc này. Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stefan Duzaric cho biết, cơ quan này đang làm việc để bảo đảm 11 nhân viên bị bắt giữ sẽ được phóng thích. Những nhân viên này làm việc cho 5 cơ quan khác nhau và cho Phái đoàn Liên Hợp Quốc tại Yemen. Truyền thông Liban đưa tin, mục tiêu bị không quân Israel tập kích tối mùng 10 tháng 6 nằm tại quần Hermen ở miền đông bắc Liban, cách biên giới Israel khoảng 130 km. Đây là địa điểm nằm sâu nhất trong lãnh thổ Liban bị không quân Israel tấn công kể từ đầu đợt giao tranh ác liệt bùng phát ngày 8 tháng 10 năm 2023 giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah. Các nguồn tin không cho biết thiệt hại do cuộc không kích gây ra, song khẳng định đây là hành động trả đũa của Israel với loạt cuộc tấn công của Hezbollah và khu vực miền bắc Israel trong những ngày qua. Theo tờ tri thức Marib của Israel, Hezbollah đang gia tăng đáng kể các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel thời gian qua. Trong tuần trước, nhóm vũ trang lớn nhất Liban đã bắn 149 quả tên lửa các loại và 53 máy bay không người lái tấn công Israel. Các cuộc tập kích của Hezbollah khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng và 38 người bị thương, gồm cả quân nhân và dân thường. Một số quan chức cấp cao trong chính phủ Israel đã kêu gọi tiến hành chiến dịch tấn công tổng lực vào Liban để chấn áp Hezbollah, làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah, tương tự như cuộc chiến đẫm máu mùa hè năm 2006 khiến hàng nghìn người thương vong. Trong diễn biến nóng liên quan, lực lượng phòng vệ Israel xác nhận một máy bay không người lái UAV quân sự của họ đã bị nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban bắn hạ thời báo israel dẫn thông cáo được lực lượng phòng vệ israel đăng trên mạng xã hội x viết rằng chiếc uav quân sự của lực lượng này đã bị bắn hạ bởi một tên lửa trên bầu trời liban thông cáo của lực lượng phòng vệ israel nêu rõ cách đây không lâu một tên lửa đất đối không đã bắn vào chiếc uav điều khiển từ xa của không quân israel đang hoạt động trên bầu trời liban khiến khí tài này hư hại và rơi xuống lãnh thổ nước láng giềng tuy nhiên thông cáo không nêu rõ chủng loại uav bị bắn hạ một đoạn video được tài khoản mạng xã hội X của Warfare Analysis, nhóm phân tích địa chính trị và theo dõi diễn biến xung đột ở Gaza, đăng cho thấy một vật thể giống UAV bốc cháy và xoay vòng trong khi rơi xuống mặt đất theo chiều thẳng đứng. Thông tin từ truyền thông Liban sau đó cho biết, chính lực lượng Hezbollah bắn hạ UAV Israel và khí tài trên đã rơi gần khu vực làng Rihan ở miền nam Liban. Theo số liệu từ thời báo Israel, đây là chiếc UAV thứ 5 của lực lượng phòng vệ Israel bị lực lượng Hezbollah bắn hạ.